Rồi. Kênh Dân Người Đây Đàm Nông kính chào khán giả nghe. Bây giờ là Hiển đang ở Định Hòa của Lai Dung. Hiển đang ở gần cầu Cái Câu của Định Hòa Lai Dung. Thì khán giả nào ở những cái xã nào gần Định Hòa nè, có thời gian rảnh thì giao lưu với Hiển để anh em mình chia sẻ cái tình với nhau nha. Như bây giờ hôm nay thì Hiển xuống nhà đệ tử Hiển của Định Hòa, sẵn chiến có anh em nào gần đây thì giao lưu với Hiển luôn. Bây giờ đang ngồi cà phê, đang ngồi nghỉ nha. Nếu mà khán giả nào có giao lưu với Hiển thì có thể là qua cái số Zalo của Hiển, cái số điện thoại đó, đó là điện thoại của Hiển luôn nha. Zalo với Hiển là xài điện thoại là xài một số luôn, có thể là sử dụng số đó nha các bạn. Thì hôm nay thì Hiển thông báo như vậy để tranh thủ thời gian giao lưu khán giả luôn khán giả. Nếu như khán giả coi clip này thì trong ngày hôm nay, ngày 28 nha, thì 28 tây thì giao lưu luôn các khán giả.